tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước chuối đầu nguồn. Ốm à, suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha, ông để phao sâu thế này thì cá nó ăn. Điên là ao này nông lắm. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành. Úi giời ơi, sảnh rồi, đã sảnh cá to rồi. Mồi đâu vậy? Ơ phao mất phao rồi à? Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì mình đang ngồi câu cá ở ao nhà mình. Camera quay ra ao một chút cho bà con xem cái ao nhà tớ gái. Ao nhà mình thì cũng cá không có nhiều đâu, mấy con cá rô phi, mấy con cá trôi, chấm, mè, toàn mấy con cá bé bé thôi. Cá bé lắm, mỗi con khoảng độ 5-6 cân à, nhà mình cá bé lắm. Nhưng mà ngồi câu từ sáng giờ chưa được con nào hết. Chào tất cả anh em thôi. Ngày hôm nay mình làm một cái clip này, mình muốn chia sẻ đến cho anh em tất cả những cái khóa học và những cái gì mình muốn nói ở cái khóa học tới của mình. Thì đầu tiên để chia sẻ về khóa học thì cho mình gửi lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới. Mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bác, các chú, anh em bạn bè, đồng nghiệp của Tường, những khách hàng của Tường đang theo dõi video clip của Tường. Một lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất, chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, và chúc cho mọi người sang năm mới này đạt được nhiều mục tiêu và thực hiện được những kế hoạch của các bạn đã đề ra. Và chúc cho ai sang năm mới này chuẩn bị theo khóa học cắt tóc nam thì chúc cho mọi người kiên trì, phải thực sự kiên trì để vượt qua được những cái khó khăn thử thách của những ngày đầu đi học. Dự Tường rất cảm ơn đến anh em trong cái thời gian vừa rồi, anh em đã theo dõi và ủng hộ những cái video clip của Tường làm. Thì hôm nay Tường muốn chia sẻ chi tiết hơn về cái khóa học mà Tường sẽ khai giảng vào ngày 20 tháng 1 này. Thì một số anh em hỏi mình là khi mà đăng ký khóa học ở bên Tường thì có được thực hành trên đầu thật không? Thì mình cũng xin trả lời anh em là khi mà anh em học ở bên Tường thì anh em sẽ được thực hành 100% trên đầu thật. Khi mà anh em học cơ bản nâng cao thì cái tuần đầu tiên là chúng ta sẽ học về những cái kỹ thuật cơ bản như kỹ thuật sử dụng dao cạo, kỹ thuật sử dụng tông đơ, kỹ thuật sử dụng kéo, và chúng ta học cơ bản về kê lược. Khi chúng ta đã thành thạo về cơ bản rồi thì chúng ta sẽ học đến nâng cao. Chúng ta làm nhuần nhuyễn rồi thì chúng ta sẽ học những cái nâng cao hơn nữa, ví dụ như kỹ thuật về phây, rồi kỹ thuật về khắc họa hay tattoo. Một số anh em cũng hỏi mình là có chỗ ăn chỗ ở không. Thì hiện tại bên Tường thì có hỗ trợ chỗ ở cho anh em ở xa, anh em học viên ở xa. Còn ăn thì mỗi người một ẩm thực, anh em chủ động đi ăn ở bên ngoài thì nó sẽ chủ động cái việc ăn uống hơn. Hôm nay là mùng 6 Tết, không biết là anh em đồng nghiệp của mình rồi đến quý khách hàng của mình là ngày hôm nay anh em đã khai xuân chưa. Tường thì hôm nay, cửa hàng của Tường thì hôm nay là khai xuân rồi. Hôm nay cửa hàng Tường thì mở hàng lấy ngày hôm nay. Nhưng mà đến giờ trưa này thì cửa hàng Tường lại nghỉ rồi. Mình chỉ mở hàng lấy ngày thôi. Còn mình sẽ làm việc lại chính thức. Mình chính thức làm việc lại vào ngày 12 tháng Giêng đó. Có nghĩa là hôm nay mùng 6 thì còn 6 ngày nữa. Mình sẽ chính thức làm việc lại từ ngày 12. Tại vì năm nay có một thành viên trong gia đình của Tường Bây Bờ, đó là Trung Phan. Em ấy tổ chức đám cưới vào ngày mùng 9, mùng 10. Thì bắt buộc tất cả anh em trong cửa hàng của Tường thì có 6 anh em, 6 anh em thợ làm việc với nhau. Thì tất cả anh em sẽ về chung vui cùng dự đám cưới của Trung Phan mùng 9, mùng 10. Thì 11 anh em sẽ lên đường, 12 bắt đầu Tường sẽ mở cửa hàng làm chính thức lại từ ngày 12. Còn cái khóa học của Tường thì sẽ khai giảng vào ngày 20 tháng 1, tức là ngày 20 tháng Giêng đấy, 20 Tết tháng Giêng này, 20 tháng 1. Thì tất cả anh em nào mà có dự định đi học tóc nam tại Tường thì anh em đăng ký sớm để chuẩn bị cho cái khóa học sắp tới. Rất là nhiều anh em hỏi Tường là để đăng ký học rồi mình chuẩn bị những cái gì cần chuẩn bị để bước vào cái khóa học. Những cái thủ tục mà anh em chuẩn bị là một bản hồ sơ, công chứng. Sơ thì có cái gì? Thì có sơ yếu lý lịch và chứng minh photo công chứng. Chỉ cần sơ yếu lý lịch và chứng minh photo công chứng thôi. Còn lại ví dụ như giấy sức khỏe các thứ thì không cần. Dụng cụ thì như những anh em học nâng cao thì anh em có những cái đồ nghề gì như tông đơ, dao, kéo, lược
thì anh em có thể là anh em cầm hết đi để cho mình hướng dẫn cho anh em cách sử dụng, cách sử dụng cái đồ nghề của anh em và tìm hiểu về đồ nghề của anh em. Tại vì cái đồ nghề nó rất là quan trọng, không phải là đồ nghề nào cũng giống đồ nghề nào. Nên là thường thường khi mà Tường chuẩn bị cho anh em một bộ đồ nghề thì thường thường là Tường đã chỉnh hết, cân chỉnh hết. Sau đó anh em chỉ kiếm việc làm theo cái công thức đó là sẽ được. Khi mà đi học, anh em cần chuẩn bị cho mình một bút này, bút viết đấy, bút chì này, thước kẻ, cục tẩy này, vở vẽ A4 và vở ghi chép lý thuyết. Bút chì là để chúng ta học vẽ. Học vẽ là để chúng ta học về cái tha thu he, là cái điêu khắc trên tóc, khắc họa trên tóc, khắc hoa văn trên tóc. Đấy là chúng ta phải cần những cái dụng cụ đó. Giáo trình học ở bên Tường là buổi sáng sẽ học về lý thuyết và mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm, về những cái câu chuyện nghề của mình. Sau đó anh em nghỉ trưa đến 2 giờ. 2 giờ anh em sẽ học đến 4 giờ. 4 giờ bắt đầu chúng ta xách hành trang, đồ nghề. Chúng ta đi ra một cái điểm mà từ trước đến giờ anh em bên Tường vẫn cắt người đó. Đó là điểm cắt miễn phí, cũng gần cửa hàng của Tường thôi. Thì cái điểm đó ở chỗ Tường thì nó như kiểu là một cái cửa hàng của Tường rồi. Nó cũng ở vỉa hè thôi nhưng mà Tường... Đội ngũ học viên ở bên Tường cắt ở đó rất là lâu rồi, nên là nó tạo ra một cái chỗ quen rồi. Nên là khách hàng rất là ủng hộ, người ta rất là ủng hộ. Nên là một ngày anh em có thể được thực hành đến 3-4 đầu tùy vào cái độ chịu khó của anh em. Đấy. Nên là 100% là anh em được thực hành trên đầu thật. Nên là anh em yên tâm. Từ tên đến giờ mình rất là bận. Đến hôm nay thì mình mới ra được cái clip cho anh em. Thì thực sự là Tết. Tết là gì? Tết là chúng ta về nghỉ ngơi bên gia đình. Thì thực sự là mình cũng muốn gác lại công việc một chút. Sau một năm làm việc mệt mỏi thì mình muốn gác lại công việc một chút. Này, bưng cá bữa ăn vừa quay nha. Rồi. Bưng cá bữa ăn vừa quay này thì cần. Có cả cá. Anh này rõ. Mẹ lại chuẩn bị cho cả cam nữa các bạn ạ. Đấy. Thôi làm múi cam nữa. Mời anh em ăn cam. Thực sự là mình làm việc cả năm nó đã mệt mỏi rồi. Thì mình cũng muốn là mình về quê hương thì mình sum vầy bên gia đình để đón một cái năm mới ý nghĩa. Nên là mình không cho ra clip nhờ vào cái dịp Tết này. Như năm trước mình về thì mình vẫn tập trung vào làm clip. Nếu mà như anh em để ý thì năm trước mình có quay một cái clip mình cắt tóc dưới cánh đồng. Ở ngoài biển, giữa cái lúc tờ mờ sáng, 4-5 giờ sáng mình đã phải đi quay dưới cánh đồng, ra ngoài biển 4-5 giờ sáng để đón bình minh. Nếu như anh em để ý tìm lại cái clip đó thì cái clip đó mình rất là đầu tư, mình quay cả file cam, quay cả ngoài biển. Ui, cá kìa. Quay trong đàn cá kìa. Đấy, nhìn đằng xa các bạn nhìn thấy cá không? Đấy, nó nặn xuống rồi. Mà sao câu nó không cắn nhỉ? Anh em mình câu cũng được một lúc rồi mà chưa thấy con nào cắn. Đấy. Hôm nay là mùng 6 Tết rồi thì thực sự là những cái công việc ngày Tết đến ngày hôm nay là cũng rảnh rồi. Mùng khi mà mình đón giao thừa xong, năm nay giao thừa cũng rất là đặc biệt. Khi mà cái khoảnh khắc mà sang canh ấy là sấm sét và mưa rất là lớn. Đến ngày mùng 1 mưa vẫn lớn, ngày mùng 2 vẫn mưa lác đác. Thì hai ngày đó đi chúc Tết, chúc tuổi ông bà, các cụ rất là khó. Mùng 3 vào rồi đi chúc Tết tất cả bên nội ngoại. Rồi là mùng 4, mùng 5. Cái phong tục ở bên Tường, ở dưới quê hương Tường này là anh chị, rồi ông bà, các bác, nhà ai cũng cho ăn Tết. Có nghĩa là tổ chức những cái bữa cơm, sửa soạn những bữa cơm xong rồi mời mọi người đến để chung vui, xong rồi cùng chúc Tết, chúc tuổi nhau ở bên Tường như vậy. Thì đến hết đến mùng 5 này là bắt đầu về hết được. Còn mùng 4, mùng 5 là bắt đầu hội lớp, hội hè, hội làng, rất là nhiều hội. Hôm nay mùng 6 thì cũng tương đối là rảnh rồi. Đấy. Thì phong tục của bên Tường rất là hay. Hầu như ăn cơm ở nhà rất là ít, ăn cơm nhà ông bà, các bác, rồi dỗ tiên nhân các thứ. Nói chung là ở quê phong tục mình rất là vui. Cái đêm giao thừa thì nói thật là cũng không được vui như hồi còn nhỏ đâu. Hồi còn nhỏ, cái đêm giao thừa, ví dụ như sang canh xong là anh em cả làng tổ chức đi đến từng nhà một để chúc Tết, chúc tuổi. Cứ nhà ai có điện sáng là vào. Nhưng mà bây giờ thì
thực sự là chỉ có họ hàng anh em thì mới đến nhà nhau thôi, còn còn ít khi cái giờ đấy vào, tại vì ngày xưa cái giờ đấy là ai còn thức đến giờ này. Những năm như thời buổi bây giờ mình thấy ít nhà thức, hầu như là giao thừa là mình thấy nghỉ hết. Đấy, thì thực sự là đến hôm nay tương đối rảnh rồi, có thời gian ngồi câu cá làm clip cho anh em. Hôm nay mùng 6 thì năm nay mình người nhà mình còn hai cái đám cưới. Em mình thì cưới mùng 8, mùng 9 em họ, xong mùng 9, mùng 10 thì cưới thành viên trong gia đình Tường Á Bơn là Trung Phan. Mùng 9, mùng 10 nghỉ ngơi, 11 đi, 12 sẽ chính thức làm việc lại như bình thường. 16 anh em học viên cũ của những cái khóa trước của Tường thân mến, thì nếu như ai đang xem clip này thì mình sẽ gửi lời mời đến tất cả anh em học viên cũ của Tường là ngày 16 mình sẽ họp lớp để chúng ta duy trì cái tình cảm của cái lớp học của Tường Weber Trading, thì chúng ta sẽ duy trì lại cái tình cảm đó và chúng ta thắt chặt hơn. Chúng ta có thể đến họp lớp, chúng ta có thể tổ chức ăn uống và chúng ta có thể trao đổi và giao lưu với nhau để giúp nhau phát triển hơn trong cái công việc. Thì mình rất mong là anh em ngày 16 anh em sẽ sắp xếp thời gian buổi sáng chúng ta đến để giao lưu, xong chúng ta sẽ ăn trưa xong là chúng ta sẽ giao lưu với nhau. 16 là họp lớp cũ, rồi 20 sẽ là khai giảng khóa học đầu năm mới năm 2020 này. Thì rất mong tất cả anh em sẽ đến đúng giờ để chúng ta có một cái buổi khai giảng ý nghĩa nhất. Và mình cũng xin chia sẻ là tất cả những người chú và người anh mà lớn tuổi mà làm việc tại những cái vùng quê, thì thời gian vừa rồi có gọi cho Tường rất là nhiều, kêu là muốn đi để cập nhật những cái xu hướng mới, những cái mới mẻ để về phát triển tại quê hương mình. Tại vì cái ngành tóc của mình bây giờ nó rất là phát triển, nó không như ngày xưa. Thì không biết là có được không, thì em cũng xin chia sẻ với các anh và chia sẻ với các chú là tất cả ai đến với em sẽ chia sẻ một cách chân thành và chân tình nhất, và sẽ giúp cho mọi người làm tốt nhất có thể để mọi người về quê hương mình, mọi người phát triển được. Những ngày trước thì em có một cái suy nghĩ rất là ích kỷ, em nghĩ là mình sẽ không chia sẻ cho ai, để chỉ một mình thôi, mình không chia sẻ cho người khác để người khác lại giỏi hơn mình. Thì thực sự là đó là cái suy nghĩ của những năm về trước. Nếu mà suy nghĩ như thế là đúng, đến bây giờ nghĩ lại thì thấy rất là ích kỷ. Và rồi tự nhiên lại suy nghĩ là tại sao mình lại phải ích kỷ như thế, trong khi đó mình cũng đã đi lên từ khó khăn, mình cũng trải qua được những cái giai đoạn rất là khó khăn, và mình hiểu được cái cảm giác rất cần một người chia sẻ chân thành, một người chia sẻ đúng nghĩa. Thì em nghĩ là quan trọng là mình giúp được gì, giúp ích được gì cho mọi người. Em đã làm ra một rất là nhiều những cái clip, thì em nghĩ là mình giúp ích được gì cho mọi người, chứ không phải là mình làm ra những cái clip đó mình được cái lợi ích gì. Đó. Đầu tiên để em làm ra được những cái clip tôi biết đó là em cứ nghĩ là em giúp được gì cho mọi người đã. Cái đầu tiên là em cứ nghĩ đến như thế. Và đến bây giờ thì khi mà em đã làm ra những cái clip mà giúp được cho rất là nhiều người, kể cả lao động xuất khẩu hay là những ai cắt tóc gia đình, những người không đi học mà xem clip của em vẫn làm được, hoặc là những anh em tay nghề đang còn yếu, anh em đã học được rất là nhiều từ những clip của em. Và đến bây giờ em cảm thấy là em rất hạnh phúc, và em đã được đền đáp rất là xứng đáng. Em đã được nhận lại rất là nhiều những cái lời động viên, những cái lời chúc. Nhất là đến hiện tại bây giờ là 35.000 người đăng ký kênh YouTube của em. 35.000 người đó là cái tình cảm mà em đã nhận lại được. Đó là những cái gì xứng đáng mà em được nhận lại được. Đấy là những người mà đã đền đáp lại cho em, 35.000 người. Em thực sự rất là cảm ơn. Ngày đầu bắt đầu em làm clip thì cái kênh của em chỉ được có 4.000 người đăng ký thôi. Kênh của mình chỉ được 4.000 người. Và hiện tại đến bây giờ là 35.000 người. Rất là cảm ơn. Rất là cảm ơn mọi người. Rất là cảm ơn. Muốn tâm sự với anh em nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Nhưng mà có lẽ mình xin phép chỉ được chia sẻ đến đây thôi. Rồi mình sẽ làm nhiều hơn và tâm sự nhiều hơn ở những cái clip tiếp theo.
Rất là mong anh em luôn theo dõi và luôn ủng hộ Tường, đăng ký kênh ủng hộ Tường. Và anh em đừng quên bật cái chuông thông báo để lần sau Tường đăng clip thì anh em sẽ là người nhận được cái thông báo sớm nhất. Và anh em sẽ nhận được những cái mới mẻ nhất. Và anh em có thể vào cái nhóm kín của Tường là Tường Baby Fan. Mình có một nhóm kín ở đó. Thì tất cả mọi thứ mình sẽ chia sẻ ở đó hoặc là theo dõi kênh YouTube của Tường. Và tất cả anh em nào mà cần tư vấn về đồ nghề thì anh em có thể liên hệ. Nói hơi nhanh một chút anh em thông cảm. Anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình 0962 024288. Xin chào và hẹn gặp lại.